Đầu tư resort 5 sao Intercontinental lấy quốc tịch Grenada. Thời gian thụ lý khoảng 13-15 tháng, lấy quyền tự do đi lại toàn cầu cho cả gia đình. Intercontinental Grenada Resort là dự án đầu tư lấy quốc tịch nhanh Grenada. Đây là resort 5 sao có quy mô 150 phòng, tọa lạc tại bãi biển thơ mộng bậc nhất vùng Caribbean. Intercontinental có đầy đủ các tiện nghi sang trọng trong một môi trường hoang sơ tự nhiên, đảm bảo sự thư giãn tuyệt đối cho du khách. Resort cách trung tâm thủ đô San Jose chỉ 30 phút lái xe. Thương hiệu Intercontinental đã vinh dự nhận giải thưởng World Travel Awards, khách sạn tốt nhất thế giới 8 năm liên tiếp. Resort dự kiến sẽ hoàn thiện và đi vào hoạt động vào cuối năm 2026. Chương trình Grenada là lựa chọn tốt, tiết kiệm chi phí và nhiều quyền lợi nhất trong nhóm các chương trình quốc tịch nhanh vùng Caribbean. Mục đích giúp nhà đầu tư được hưởng đặc quyền tự do đi lại toàn cầu, đồng thời xin visa E2 sang Mỹ. Tại Việt Nam, IMM Group chính thức trở thành công ty Việt Nam đầu tiên và duy nhất do chính phủ Grenada cấp phép tiếp thị và giới thiệu đến khách hàng chương trình đầu tư lấy quốc tịch Grenada. Sở hữu cổ phần bất động sản resort 5 sao thương hiệu Intercontinental. Resort 5 sao thương hiệu Intercontinental lâu đời, nổi tiếng toàn thế giới. Intercontinental là thương hiệu thuộc tập đoàn IHG Hotel and Resort, tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới, trụ sở tại Anh Quốc với hơn 6.000 khách sạn tại hơn 100 quốc gia. Intercontinental vinh dự nhận được nhiều giải thưởng như World Travel Awards, Business Traveler Awards, khách sạn tốt nhất châu Á, châu Âu, Úc nhiều năm liền. Khách sạn Intercontinental Grenada có quy mô 150 phòng, sẽ được xây dựng trên bãi biển La Sitges ở phía nam Grenada, cách sân bay quốc tế Maurice Bishop và trung tâm thủ đô San Jose khoảng 30 phút. Resort Intercontinental sẽ tiếp giáp với Resort Six Sands, là dự án trước đó trong cùng danh mục bất động sản sang trọng của chủ đầu tư Ranch Developments hợp tác với tập đoàn IHG. Ngoài ra, resort sẽ có hơn 30 phòng cao cấp, một loạt các nhà hàng và quán bar, hồ bơi sang trọng với khu vực bếp nướng ngoài trời, trung tâm thể dục, spa và không gian tổ chức hội nghị rộng đến 6.000 m². Nhận lợi nhuận hàng năm và đặc quyền dành riêng cho nhà đầu tư Intercontinental, lợi nhuận dự kiến từ việc cho thuê phòng từ 3-4% một năm khi resort đi vào hoạt động. Nhà đầu tư được tự do đi lại hơn 140 nước, đủ điều kiện xin visa E2 sang Mỹ. Sau khi đầu tư vào dự án Intercontinental Grenada Resort, nhà đầu tư và gia đình sẽ được nhận quốc tịch và hộ chiếu Grenada ngay sau 13-15 tháng. Quốc tịch Grenada được cấp có giá trị vĩnh viễn, bao gồm nhiều đặc quyền, tự do đi lại hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới mà không cần xin visa, bao gồm hầu hết các nước châu Âu, Vương quốc Anh, Trung Quốc, Hồng Kông. Nhà đầu tư và gia đình có thể xin visa E2 sang Mỹ sau khi đủ điều kiện. Visa cho phép cả gia đình nhà đầu tư được tự do sinh sống, đầu tư kinh doanh, làm việc, học tập tại Mỹ và hưởng các quyền lợi như công dân Mỹ. Thời gian thụ lý nhanh chóng, lên thẳng quốc tịch trong khoảng 13-15 tháng. Không cần cư trú để duy trì quốc tịch, cả ba thế hệ có thể nhập tịch trong cùng một hồ sơ. Toàn bộ quy trình lấy quốc tịch thực hiện ở Việt Nam, không yêu cầu về độ tuổi, bằng cấp, kinh nghiệm, ngoại ngữ, chứng minh nguồn tiền đơn giản. Grenada cho phép đa quốc tịch, nhà đầu tư vẫn giữ được quốc tịch Việt Nam. Nhà phát triển dự án Ranch Developments uy tín, giàu kinh nghiệm, có lịch sử thành công với hơn 4.200 tấm hộ chiếu. Ranch Developments đã có nhiều dự án resort thành công quang dội trong khu vực, giúp nhiều nhà đầu tư lấy quốc tịch. Ranch Developments là nhà phát triển các dự án bất động sản hàng đầu trong khu vực, luôn cam kết khả năng cấp quốc tịch thành công cho nhà đầu tư. Ranch Developments đã nhận được nhiều đánh giá cao từ thủ tướng các nước Grenada, San Kitts và Dominica. Thủ tướng Grenada đã mô tả Ranch là một nhà phát triển khách sạn chất lượng cao, giàu kinh nghiệm và đủ khả năng đem lại kết quả tươi sáng, tích cực để phát triển đất nước. Các dự án của tập đoàn đã thu hút hơn 1.800 nhà đầu tư và tạo được 2.500 việc làm. Hơn 4.200 tấm hộ chiếu đã được cấp cho gia đình các nhà đầu tư của Ranch. Ba dự án trước đó của Ranch trong khu vực Caribbean, Bahayas San Kitts, Cabrish Resort and Spa Cambrinsky Dominica, Six Sands Grenada đều đã thành công rực rỡ và bán hết suất. Nếu quan tâm đến chương trình đầu tư lấy quốc tịch Grenada, nhà đầu tư vui lòng liên hệ IMM Group để được cập nhật những thông tin mới nhất về chương trình, đồng thời được tư vấn chi tiết. Liên hệ với chúng tôi tại www.immgroup.com.